Tình yêu muôn màu, năm 2000. Tình yêu muôn màu là một bộ phim tình cảm TVB của Hồng Kông do Lương Tài Viễn sản xuất, với sự tham gia của Trần Diệu Anh, Lữ Tụng Hiền, Viên Khiết Doanh. Phim chủ yếu kể về niềm vui và nỗi buồn của bốn cặp nam nữ, thể hiện quan niệm về tình yêu và hôn nhân trong thế kỷ mới, được công chiếu lần đầu trên kênh TVB của Hồng Kông vào ngày 10 tháng 7 năm 2000. Chủ tiệm áo cưới truyền thống Thiên Lộc, do Tần Bái đóng, chẳng may vợ mất sớm, cùng hai đứa con là Tụng Ân, do Trần Diệu Anh đóng, và Tụng Hiền, do Ngô Gia Lạc đóng, sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống tưởng chừng cứ nặng nề trôi qua thì ông gặp được Thục Mỹ, do Tô Ngọc Hoa đóng. Thục Mỹ được ra tù và Thiên Lộc đồng cảm với cô ấy nên anh ấy để cô làm việc trong cửa hàng áo cưới của mình và nảy sinh tình cảm với cô. Cùng lúc đó con gái của ông, Tụng Ân và chồng cô sức mẻ trong quan hệ vợ chồng, tình cảm ngày càng phai nhạt, muốn đi đến việc ly hôn. Ân có tình cảm với người thợ ảnh Cao Lâm. Hiền dự định kết hôn với Hiểu Nghi, bạn thanh mai trúc mã của anh, nhưng không ngờ có kẻ thứ ba xuất hiện khiến tình cảm bao năm của họ đứng trên bờ vực tan rã. Bạn tốt của Hiền, Bách Chi trải qua bao biến cố bị bạn trai lừa dối đã trở thành con chim sợ cành cong không dám đối mặt với tình yêu của người khác dành cho mình. Cuộc đời tươi đẹp, năm 2001. Dài tới 50 tập, Cuộc đời tươi đẹp còn có tên gọi khác là Sóng gió cuộc đời. Đây là một trong những phim tâm lý được đầu tư khá công phu của TVB trong năm 2001, trong đó phải kể tới cặp quen thuộc Trần Hạo Dân và Diệp Tuyền, hai người vừa mới có màn kết hợp vô cùng thành công trong Đắc Kỷ Trụ Vương được chính TVB phát hành vào năm 2000, trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của nhà đại trong những năm đầu của thế kỷ 21. Ngoài ra, Cuộc đời tươi đẹp còn có sự tham gia của rất nhiều gương mặt quen thuộc khác như Quách Khả Doanh, Lâm Gia Đống, Mễ Tuyết và Hạ Vũ. Bộ phim này là vai diễn truyền hình cuối cùng của Lâm Gia Đống trước khi rời TVB và hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Nhân vật chính của Cuộc đời tươi đẹp là ba anh em không cùng cha mẹ nhưng sống cùng trong một cô nhi viện. Sau khi trưởng thành, cả ba đều dọn ra ở nhà riêng, trong khi hai con trai làm nghề sửa điện nước thì cô em gái làm trợ lý truyền hình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ cô nàng Doãn Tuyết Nghi, do Diệp Tuyên đóng, cậu em trai là Lưu Nhị Sách, do Trần Hạo Dân đóng, đã đem lòng yêu mến và ra sức chinh phục người đẹp, nhưng Tuyết Nghi không hề để mắt đến Nhị Sách. Không lâu sau, Nhị Sách biết Tuyết Nghi đã có chồng sắp cưới nên bỏ cuộc, nhưng trong lúc đó anh hai Đới Phúc Sinh, do Lâm Gia Đống đóng, lại hết lòng giúp đỡ Tuyết Nghi vì biết cô không hề yêu chồng sắp cưới vì anh chàng này rất khờ khao. Đặc biệt, ngay trong ngày cưới, Phúc Sinh đã đến cướp cô dâu Tuyết Nghi về cùng sống và làm người yêu mình, nhưng do bản tính Tuyết Nghi cao sang cũng như không thích hợp với Phúc Sinh, trong khi luôn có cậu công tử nhà giàu là Quách Khải Bang, do Trần Phong đóng, luôn đeo đuổi, nên Tuyết Nghi đã siêu lòng và bỏ Phúc Sinh. Tuy nhiên, vì khoảng thời gian này Phúc Sinh bất ngờ gặp lại mẹ ruột là Trần Kiều, do Mễ Tuyết đóng, một phụ nữ mê đánh bạc, nên anh an ủi phần nào và ba của Lưu Nhị Sách thời này mới ở tù về gặp lại con. Nối lại tình xưa, năm 2002. Nối lại tình xưa còn có tên gọi khác là Tình yêu lần nữa là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hồng Kông do TVB sản xuất với sự tham gia của Phương Trung Tính, Quách Thiện Ni, Trần Hào, Tạ Thiên Hoa và Viên Thể Vân. Phim được quay từ năm 2001 đến năm 2002 và được công chiếu ở nước ngoài vào tháng 11 năm 2002. Sau đó, phim được công chiếu trên TVB năm 2004. Lưu Phúc Vinh, do Tạ Thiên Hoa đóng, và Tôn Tiểu Nguyệt, do Quách Thiện Ni đóng, là một cặp vợ chồng có một đứa con. Do một tai nạn xe hơi do Lương Đức Hoa, do Phương Trung Tính đóng, một người đàn ông kiêu ngạo không thích những người xung quanh gây ra, Lưu Phúc Vinh đã chết và để lại Tôn Tiểu Nguyệt trong đau buồn. Linh hồn của Lưu Phúc Vinh từ chối tái sinh do cảm thấy bất công về cách anh ta chết. Vì vậy, với sự giúp đỡ của một hồn ma Ngưu Nhất Nhất do Viên Thể Vân đóng, linh hồn của anh vô tình nhập vào cơ thể của Lương Đức Hoa và một lần nữa cố gắng theo đuổi vợ của anh ta là Tôn Tiểu Nguyệt. Kết quả là, anh ta đã thất bại nhiều lần trong việc cố gắng tán tỉnh Tiểu Nguyệt sau khi cô ấy phát hiện ra rằng Đức Hoa là kẻ đã gây ra cái chết của Phúc Vinh. Ngay cả sau khi cô ấy có thể tha thứ cho điều đó, một người đàn ông mới bước vào hiện trường và trở thành tình địch khác của Đức Hoa, Hình Tuấn, do Trần Hào đóng, người hướng dẫn khiêu vũ của cô ấy. Nối lại tình xưa nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình. Phim nhận được xếp hạng 6,8 trên 10 dựa trên hơn 200 phiếu bầu.
Phim còn đã bị chỉ trích do chủ đề không rõ ràng và logic thể hiện trong đó khiến xếp hạng của nó bị xáo trộn. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua sau khi phát sóng, hầu hết khán giả bắt đầu yêu thích bộ phim và so sánh nó với các bộ phim truyền hình do TVB sản xuất hiện nay. Người cha tuyệt vời, năm 2002. Người cha tuyệt vời là bộ phim cực kỳ cảm động về tình cảm cha con, tình chị em trong cuộc sống thường ngày. Tất cả được thể hiện một cách xuất sắc qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực bậc nhất TVB thời điểm bấy giờ. Bên cạnh sự dẫn dắt của người cha Tần Bái là sự tham gia của những cái tên quen thuộc như Trần Tuệ Sang, Hồ Hạnh Nhi, Quách Thiện Ni, Diêu Doanh Doanh. Người cha tuyệt vời trong phim là một cảnh sát quân nhân tên là Cao Khai, do Tần Bái đóng. Ông có tới 4 người con gái, mỗi người một tính cách. Vì thế sau vợ mất, ông gà trống nuôi con rất vất vả mới có thể giúp cả 4 lên người. Cô chị cả tên là Cao Ngọc Di, do Lưu Cẩm Linh đóng, rất chu ngoa và đanh đá, đã kết hôn với một tài xế vận chuyển hàng tên là Vương Tuấn Kiệt, do Tô Chí Uy đóng. Cô con gái thứ hai tên là Cao Bội Di, do Trần Tuệ Sang đóng, thì rất cá tính, lại có bản lĩnh và hiện đang yêu người bạn trai lâu năm tên Ken, do Tăng Vĩ Quyền đóng. Cô ba là Cao Bảo Di, do Quách Thiện Ni đóng, với biệt danh cây pháo hoa, sở hữu tình tính thẳng thắn bốc đồng và luôn nhìn con trai với cặp mắt khinh thường. Còn cô út là Cao Thúy Di, do Hồ Hạnh Nhi đóng, một cô nàng trẻ trung năng động và cũng có lắm người theo đuổi. Sau nhiều năm yêu nhau, tưởng chừng Bội Di và Ken sẽ đến được với nhau, nhưng một ngày nọ bỗng nhiên anh chàng Ken đột ngột mất tích, để lại một bãi chiến trường cho Bội Di và sự xuất hiện cùng lúc của hai con quái thú là Tiêu Hiển Hoa, do Trần Hào đóng, và Đới Quang Minh, do Đường Văn Long đóng, đã làm đảo lộn cuộc sống của 4 chị em nhà họ Cao. Lúc đầu họ như nước với lửa tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng với sự khéo léo trong giao tiếp, Hiển Hoa đã song hành cùng Bội Di trên con đường phục hồi và phát triển công ty đồ chơi kỳ thú. Dần dần tình cảm của Hiển Hoa dành cho Bội Di, dành cho cô ngày một nhiều, dù biết rõ cô vẫn không quên được Ken. Trong khi Bảo Di dù rất bội phục sự uyên bác và không ngại khó khăn của Đới Quang Minh, nhưng cô lại đem lòng yêu thầm Hiển Hoa. Về phần cô em út Thúy Di, cô nàng không ngừng chủ động theo đuổi Quang Minh, trong khi chuyện hôn nhân của cô chị cả Ngọc Di cũng xảy ra vấn đề khi Vương Tuấn Kiệt chính thức gia nhập đội quân con quái thú. Những chuyện liên tiếp xảy ra trong gia đình làm cho ông bố Cao Khai đi từ lo lắng này đến lo lắng khác, nhưng ông vẫn luôn dành hết tình yêu của mình cho các con, cho dù có những lúc chúng sai lầm. Tuy nhiên, khi mọi khúc mắc đã được giải quyết ổn thỏa, các con ông nhận thức sâu sắc tình máu mủ ruột thịt cũng là lúc ông phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của mình. Trắng Tay, năm 2003. Trắng Tay còn có tên gọi khác là Số Kiếp Oan Gia. Đây là một bộ phim hài nhẹ TVB của Hồng Kông do Vương Tâm Quỷ sản xuất, với sự tham gia của Ngô Khải Hoa, Diệp Đồng, Hoàng Trác Linh, Nguyên Hoa, Trần Hào. Phim chủ yếu kể về những bất ổn tài chính liên tiếp, mang đến những thay đổi lớn cho vô số gia đình hạnh phúc vốn dĩ êm ấm. Trong số đó có đôi vợ chồng mẫu mực Thường Hào Thâm, do Ngô Khải Hoa đóng, và Ân Thiện Mỹ, do Diệp Đồng đóng. Cặp đôi Thâm Mỹ vốn được người người ngưỡng mộ. Chồng chăm chỉ làm ăn, ôn hòa và chung thủy. Vợ xinh đẹp, khôn ngoan. Con cái lanh lợi, hoạt bát. Bề ngoài họ vẫn vui vẻ với mọi người, nhưng thực chất trong thâm tâm đang ngập tràn bão tố. Mỹ ham hưởng thụ, chuộng vật chất. Cô quyết tâm không để việc làm ăn của hai vợ chồng phá sản. Bằng thủ đoạn tinh vi, Thâm và Mỹ gần như thoát khỏi các khoản nợ, trở lại cuộc sống xa hoa như lúc đầu, cố gắng đưa hai người lại với nhau. Tuy nhiên, qua điều tra, CIJ Doãn Tiểu Linh, do Hoàng Trác Linh đóng, phát hiện sự việc và vạch trần hai vợ chồng họ. Nợ nần chồng chất làm mối quan hệ giữa Thâm và Mỹ ngày một căng thẳng. Cả hai lộ rõ tính xấu của mình và không ngừng dằn vặt đối phương. Rốt cuộc, họ quyết định ly thân. Đứng trước cảnh phá sản và hạnh phúc gia đình tan vỡ, hai đứa con của Thâm và Mỹ ngày đêm nghĩ cách để giúp cha mẹ hàn gắn tình cảm. Hào Thâm và Thiện Mỹ vẫn nhớ nhau sau khi chia tay, nhưng vì nhiều sự trùng hợp và hiểu lầm, Hào Thâm và Thiện Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội quay lại với nhau nhiều lần. Trói Buộc, năm 2005. Trói Buộc phim còn có tên khác là Nợ Tình.
phim được một trong những nữ giám chế xuất sắc nhất của đài TVB, Mai Tiểu Thanh được người xem nhớ đến với những bộ phim kinh điển. Bà luôn biết cách khai thác đa dạng những vấn đề của cuộc sống rồi truyền tải đến khán giả nhiều thông điệp ý nghĩa trong những tác phẩm của mình. Đối với những bộ phim thuần tâm lý thì khiến người xem phải rung động mà nhớ mãi. Trói Buộc là một trong số đó. Được lên sóng vào năm 2005, phim có sự tham gia của những cái tên rất thực lực của nhà đài, với Trân Hào, Quách Khả Doanh, Đào Đại Vũ, Khang Hoa và Đường Thị Vịnh. Nhân vật chính của Trói Buộc là chàng trai tên Giang, do Đào Đại Vũ đóng. Một mình anh chăm sóc cũng như nuôi nấng các em ăn học nên người sau khi cha mẹ qua đời. Ngoài ra, Giang cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức cũng như tìm kiếm đứa em trai thứ ba bị thất lạc từ năm 13 tuổi tên là Hà. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, Hà được tìm thấy, giờ đây cậu đã được đổi tên thành Tam Thủy, do Trần Hào đóng. Trong khi đó, Tâm, do Quách Khả Doanh đóng, vì mẹ mất sớm nên phải thay mẹ chăm lo cho cha là ông Văn và hai người em. Tâm mở một tiệm trà để tăng thu nhập nhưng công việc buôn bán ngày một ế ẩm, điều này khiến cô rất buồn, và người cảm thông cho cô những lúc như này không ai khác chính là Giang. Anh thường xuyên lui tới quán cô để góp ý và an ủi. Tình cảm giữa hai người ngày một lớn dần, nhưng đúng lúc đó thì anh biết Hà cũng đem lòng yêu Tâm nên đã chủ động rút lui một cách lặng lẽ. Sau cùng, Tâm nhất định chọn Giang, hai người chính thức đến với nhau nhưng trớ trêu thay khi người bạn gái cũ của Giang là Phấn cùng một bé trai từ Mỹ trở về có ý muốn làm hòa với anh. Phải chăng bé trai chính là con của Giang và Phấn? Nhưng khi nhìn thấy Giang và Tâm đang hạnh phúc, Phấn không nỡ phá hoại tình cảm nên lừa gạt anh đứa nhỏ không phải con Giang. Cuối cùng Giang sống hạnh phúc bên Tâm, cả Hà cũng tìm được hạnh phúc bên em gái của Tâm. Cả hai gia đình cùng sống hạnh phúc với nhau. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.